Mlm Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mlm Bình Dương nha. Bây giờ là 5:58, Mlm đã vào được bên trong ha. Và hôm nay cậu có cái rạp quá mát luôn. Dạ, con hỏi cậu con vừa đến luôn. Hôm nay thì tắt chỉ có một ngọn đèn thôi. Cứng mạnh. Cái dù mới ha, cái dù mới đó. Anh Ngọc anh đang nâng dù lên. Ủa? Sao đây có cái giấy ta? Sáng ai nhạc kinh lên rất là đúng giờ luôn. Hôm qua thì chị Hồng Ngọc có mua những cái hộp nhang 24 giờ với là đèn đèn cầy để trong mấy cái liên bông sen. Bây giờ mình làm hết sẽ để cái Ngọc tính là hiểu tâm lý anh em quá ha. Hiểu. À, tối mấy giờ về ngủ anh? Ủa về tối mình đi câu chị Bình Tinh hát vậy có tốn tiền gì không anh? Đúng rồi. Ngon mà nhanh lẹ đúng không? Ủa? Sao bữa nay em quýnh nguyên cây đầu đen vậy? Anh nói yêu kìa. Vậy lao mộ cậu đi cầu phù hộ, em có view. Có view là có tiền. Có tiền là mốt không ăn bánh mì nữa. Ồ, hai trái bự này to không? Ủa cô Năm chợ đầu mối. Cô Năm chắc lựa trái bự bự nhất ở trong cái chợ đầu mối này. Dưới có ngày hôm qua có chị Phương lên nữa đúng không? Chị Phương nào ta? Ủa sao cái đèn này tắt hết vậy ta? Hay là bị hết Qua cô Năm lên đông lắm mà. Đúng rồi, nhưng mà
em ấn tượng là cô Năm cho nên em nhớ cô Năm, mà nhiều khi em cũng gọi là cô Bảy cũng hay lộn. Hồi qua cũng là năm 7 mà có không lên là lợi năm 7 rồi chị Phương là của anh yêu hả? Của anh yêu của ai? Vậy là ông để dành bia ông bay. Tên gì nữa? Gì sáng vừa găng nghiêm bà xã? Tên gì? Cái tên từ cái chung. Chung bi nữa? Cái chung không phải do em rửa. Mà nó như cái nó nóng quá bị nứt. Bị nứt hả? Nứt từ chung bị. Chứ chưa vỡ phải không? Nứt thôi phải không? Kìa. Ở nhà mấy cái tô nước nóng quá canh rồi lâu quá ngày. Thấy không? Nó bị đúng rồi. Bữa nay có phát hiện gì lạ đâu mày? Xe em đi anh quy anh like gì tới mười mấy ngàn lượt xem mà. Ừ. Uổng vậy? Không nghe. Em 7 giờ là em về cùng rồi. Đi uống sớm hả? Hôm qua anh quy anh like mười mấy ngàn lượt xem đó. Thấy mẹ nó dặn nó đi xứ lạ quê người ngủ sớm. Đi xứ lạ quê người ngủ sớm. Trời ơi, ổng á. Ông nghe là mẹ ghê đâu quá trời. Nói nghe yêu. Vậy mà kêu Hải mặc cái áo tím này. Vậy mà không mặc. Cho người ngoài cuộc đi. Các bạn cũng bị nứt nè không? Sao nứt ngay chỗ ngay có mấy tách tà rà luôn nè. Kiểu như là trời nhiều khi có lúc nắng quá. Thấy không? Lúc mà không có đạp á. Rất là nắng nha. Rồi.
em lau sạch chứ vậy? Để xích thích về đây nè bà xã. Ừ, sáng nay mình wow cái nắp này. Thấy cái nắp mình đâu thấy chưa? Ừ, chắc bánh đi. Người ta nói là tại vì người ta nhúng dầu. Cái ghe cũng dầu mà sao không chóc nha. Nhưng mà anh lên trời mưa. Anh lên trời mưa chạy lên đó. Cái đâu lên đâu đục mưa đâu, lên trời mưa luôn á. Công nhận về nhà chưa kịp ở dưới má đủ trọn một ngày là lên đây ha. Dưới thầm, cha mẹ anh lớn tuổi chưa không? Dưới thầm ông bảo mừng quá trời mừng. Dưới quê làm gì anh? Cũng buôn bán đồ hơi rồi. Buôn bán. Gần chợ anh. Giờ mình bỏ đèn vô đây bớt ha. Bỏ đèn với cái hộp của chị Hồng Ngọc. Đó. Vừa gì không? Ơi, thầy chị bữa em sắp cái kinh này cứ bắt đầu người ta hỉnh muốn hết luôn á bà xã. Công nhận em mát tay quá ha. Mùa mai bán đắt. Giờ xếp nè. Còn nhiêu đó đó hả? Cái gì? Thì còn nhiêu đó. Bởi vì anh mới nói em mát tay. Ủa anh ơi sao tốt ngày em lọc áo phát ra à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái gì? Ban ngày mình đốt luôn hả anh đó? Ừ, đốt luôn em. Ban ngày mà không mà để ra chiều đốt cũng được. Hả? Cái nào đèn cậy hả? Đèn cậy bình thường mà. Đèn cậy đèn cậy này nó đâu có sợ nước đâu. Không, nước lò sàn đó em. Ngủ quá không anh. Đó. Bây giờ lau cái nắp này luôn bà xã cho nó sạch gọn gàng. Cái gì? Bữa nhiều lắm. Ừ, bữa anh thấy lấy hơn nữa mà. Rồi con hỉnh hơn nữa. Đó, sáng nay xong rồi, gọn gàng, sạch sẽ. Nhân 24 giờ cũng còn. Cái nắp này cũng còn. Xe cái nắp. Để ai gọi sớm đi nha. Alo. Dạ. Dạ. Để lát có gì con nhắn tin qua cho. Số này đúng không cô? Tại con đang quay. Dạ. Ở bên Thanh Tiền Dầu Tiếng cô ơi. Dạ con bên đó mà. Dạ được nhưng mà mình phải dặn trước cô ơi, tại vì người ta bán cho shop á cô. Dạ. Chủ nhật này phải không cô? À cô mua tầm bao nhiêu cô? 20 màu vàng, 20 màu tím. Dạ, vậy là cô mua gì cô Trưng ha. Dạ. Dạ vậy là chủ nhật cô lên, vậy là thứ bảy con lấy ha, thứ bảy con lấy cho cô. Con đi sớm mà cô, con đi sớm người ta đóng cửa. Dạ. Rồi ok cô. Dạ.
hai. Dạ. Dạ, 20 vàng, 20 tím ha. Dạ. Dạ. Rồi, chị nha cô, con cũng đang ghi hình rồi, con xin phép cô nha. Dạ. Xong không hết bà xã? Xong hết chưa? Bữa nay trên là ngày Nam với ngày 21 đúng không bà xã? Dưới ngày 21. Trên ngày Nam. Bữa nay khai giảng. Ngày 5 tháng 9. Ngày 21. Sao cái cây này anh thấy khô ngon không? Êm đúng không? Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Quý Mão. Còn là quỹ dân tí chủ kênh YouTube mình làm hết Bình Dương, trình với các chư vị thổ thần thổ mộ đất đai chiến sĩ nhân trạch và ông Võ Văn Ngoan pháp danh Tâm Giác là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sinh ngày 10 tháng 12 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão hưởng thọ 66 tuổi, an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay con mời ông Võ Văn Ngoan về dùng 5 cái bánh nếp, và con mời các chư vị về dùng chung luôn. Mong rằng các chư vị phù hộ độ trì cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh làm Võ Văn Ngoan pháp danh Tâm Giác thì sớm bạn sanh về với cõi Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi như vậy thì sáng nay mà Lâm Mết cũng cùng với bà xã ha, cập nhật một cầu năm dọn dẹp buổi sáng cho tất cả bà con cô bác ha. Wow, hôm nay có kiểu mới nữa ha, kinh Vu Lan để trên luôn. Này thấy rồi, sáng nay thì bà Lâm Mết bỏ mấy cái đèn của dì Hồng Ngọc hôm qua cho vô mấy cái thùng hết cho nó gọn lại, mưa nó cũng ướt. Hôm qua may là không có, qua may là có cái rạp ha, cho nên mưa không sao. Hay mấy cái đèn này mình đốt luôn đi ta, mình đốt luôn đèn này ha. Ủa, sáng em nghe gì mà kẹo mà em không thấy kẹo được hết anh? Để mà kia chưa có đủ anh em. À, hôm qua bị anh bị mắt đỏ đỡ chưa? Bị sao? Bị shipper luộc. Gì? Luộc hàng. Shipper luộc hàng hả? Bịch kẹo đó em nó có nhiêu ta? Bịch kẹo đó là 850.000 một bịch đó, gỡ đó. Mấy hả? Bịch giống em hả? Y chang vô, giống bịch của em không? Ngoài đó mà bịch nào, đó, vui vui nè, chữ nhật á. Để lát xem coi. Nặng không? Để em đốt đèn không ra em coi coi. Anh có quẹt khờ không anh? Hả?
Anh có học quẹt không? Anh có cái học quẹt không? Anh có cái học quẹt không? Học quẹt không? Không. Em nghe á. Thôi để em ra coi có giống không. Giống bà xã? Không giống hả? To hơn hay nhỏ hơn? À cái này khác ha. Anh kêu bị luộc là sao ta? Thì chắc bị mất mới một bịch. À này dầu gió. Rồi cái gì? Cái chân rớt để xích vô ra. Cái này bề nó phải anh để ở trên chứ tại vì cái sô cô la dễ làm bẹp. Ủa gì mất cái bịch nào ta? Thì cái bịch đây nè. Vậy là cái bịch. Là mất mới một bịch, hiểu không? Vậy là ba bịch đúng không? Hay là hai bịch, cái này một hộp. Thì tóm lại là mất hết một bịch này. À mất hết bịch đó. Còn nhưng bà không biết bà nói gì thiệt luôn á trời. Ủa thì anh Minh nói vậy mà mắc có một bịch ở trong cái bằng cột cái bịch đó cột cái này nè. Cái này cũng sô cô la đúng không? Ừ, nhưng mà nó trong cái hồn gì khác, còn cái này là trong cái bịch. Anh nói nãy nãy anh nói là cột con trong cái bịch đó à. Nó là mắc hết một bịch. Ồ còn cái này là dầu. Dầu gió xanh này, dầu của Mỹ nè. Dầu Mỹ đem về đây nhé. 36 ml. Có quà từ Mỹ nè. Trời ơi. Chắc của khán giả gửi. Vậy là bị mắc một bịch. Mắc bịch kẹo. À, giống hạnh nhân. Đó thì bây giờ mình làm bớt sẽ đi vào bên trong mộ của cậu Năm để hỏi anh Minh coi là mất cái kẹo nào. Khác loại. Ủa nhưng mà mới mất ở trong cái bịch hả anh? Là cái bịch đó là hai bịch hả? Ba bịch. Ba bịch. Nhưng mà anh để nhà bịch rồi. Anh để nhà bịch còn hai bịch ở khỏi đây một bịch. Mất một bịch. Trời ơi. Nguyên bịch luôn á. Cái đó chị nói cho bà. Vậy là bên đơn vị vận chuyển ha có cái sự gọi là luộc hàng. Cái này là mình phải kiến nghị ha, mình phải anh có quay mà đúng không? Hôm qua anh có quay. Vậy là đơn vị vận chuyển nào mình phải báo cho người ta biết. Làm nhanh lắm nghe. Chứ không á là những cái trường hợp mà tương tự sau này. À ví dụ như những cái giá gì mà có giá trị đắt hơn nữa thì rất là tội nghiệp ta. Anh mới nói có ai giao ạ? Anh giao cho em. Thì ông chỉ cái mặt ở trên bên ngoài á. Dạ. Bao quầy bên ngoài á. Ủa gì này nè không đúng rồi. Cũng giao cho em mà không đúng. Cái kiểm tra ổng cứ lần gần gần hoài cái nói là kiểm tra anh quay hoài cái sao anh thấy có cái chữ của chị Vivi Trần. Cái nói gì là của chị Vivi Trần rồi đúng rồi. Để em mở ra nghe em coi cái đã. Vừa nói của chị Vivi Trần đúng rồi cái không? Dựng giỏi lên đập hoàng cái chạy đi luôn. Dạ là chắc anh chưa điện mà xác nhận được của chị đó. Gì cây á. Chạy đi luôn. Vậy là chắc chắn là ông luộc lấy trong đó rồi cho nên là ông sợ lắm, ông bỏ chạy. Khi mà mình nói là đúng của chị Vi Vi Trần rồi xong đó là ông bỏ chạy luôn. Vậy là anh có quay lại mặt không? Ông có đeo khẩu trang gì không? Có quay khẩu trang luôn nè. Nhưng mà không, không đeo khẩu trang đây nè. Không có đeo khẩu trang gì là được. Vậy là báo cho đơn vị vận chuyển để người ta xử lý. Đây nè, thấy không? 8 phút luôn nè, anh quay 8 phút luôn nè chứ bộ. Nè, anh quay 8 phút luôn chứ đâu phải giỡn đâu đó. Có quay xa để xa để gần mất công tao thấy mặt mất công tội nghiệp ổng ấy nè anh kiểm tra nè đó thấy không đó thôi nhưng mà hàng bảy rồi mình quay nè mình... thùng hàng nè anh để đây anh đặt cái camera xuống đây anh quay nè phải không quay nè đó nhưng mà cũng có hai mặt mặt lợi mặt hại đó, đúng ra là mình phải phải báo để người ta chấn chỉnh chứ mà để mình, như vậy mình cái này chỉ ấy thôi chứ này sợ tao mất việc thôi nè để đang xé nè. Đó. Cũng
mà bà thấy mặt anh luôn. Cái này là chị hành toán trước hay là hành toán sau? Chú lại nè, anh xem này thấy không? Đó, đó 1, 2 nè, 3 nè, thấy không? Đó, đó, dưới một hộp này nè, dưới hai cái kia nè. Đó. À, cái ông lợ ông, ông lợ ông đặt cái thùng lên cho ngang lại nè. Đó, anh coi cái quy trời chữ nè. Đó, có giỡn đâu, kiểm tra đàng hoàng. Đó, ông lợ, ông cố tình, ông lợ, ông đặt lên che lại nè, ha, camera nè. Nè, đó, ông chỉ ở đây nè ha. Đó, vừa ấy đặt lại nè, đó, anh kiểm tra lại cái nữa, ông bỏ đi đục. Chưa kiểm tra xong luôn á. Đó, ông bỏ chạy đi đó. Nó lẽ mình xong xuôi hết rồi, ok thì mới được đi chứ. Ồ, bình thường ta chưa xác nhận với chị nữa. Không mà nhiều khi á, không phải là chú nó mà nhiều khi cái đơn vị mình ta tiếp nhận. Anh này thôi, chứ anh không lớn hơn mình nhiêu đâu. Không, tại vì không phải đơn vị ngang ý là đúng rồi, tại vì nó qua nhiều trung gian, qua nhiều trung gian anh. Tức là một đơn vị vận chuyển nhưng mà sẽ giao tới nhiều đơn vị trung gian, đơn vị tiếp nhận rồi đơn vị vận chuyển. Cho nên á, nhiều khi á, cái đơn vị vận chuyển người ta không có tham nhưng mà cái đơn vị tiếp nhận người ta sẽ tham. Anh hiểu không? Giờ không. Anh ngày qua nhìn sát mặt ông này anh nghi nghi rồi. Vậy là ông nhìn. Kêu có cái sự lúng túng và ổng tranh thủ ổng gấp lắm. Ví dụ như ổng mà vậy là gian đúng không? Vậy là ổng anh, ổng hỏi đủ chưa em? Đúng không? Nhưng mà người ta cho kiểm tra trước đúng không? Mấy lần anh kiểm tra rồi người ta nói thì sao anh đủ chưa anh này kia rồi. Đủ rồi mới cho đi còn này á. Còn này lúc trả lại đúng không? Cái lúc mà ổng dở cái thùng lên ổng cố tình anh đang ấy thôi anh cứu hình không? Anh kiểm tra gần xong đúng không? Ổng cố tình ổng đặt cái thùng lên. Ổng đặt cái thùng đừng cho mình kiểm tra tiếp đó. Dạ. Xong rồi cái ông chỉ này cái ông lên thì em bỏ đi luôn ạ. Ông chỉ cái tên nữa. Dạ. Nếu như vậy thì người ta nói là người quen đường cũ. Thì cái này là nói chung á là bên chị mình báo cho chị cũng nói mình phải báo cho đơn vị là người ta chấn chỉnh lại. Không có nhiều đáng giá nhiều mà không sợ ta mắc việc cái công an ta cũng khổ. Đi chạy đó thì anh cũng nói gì anh nói đúng rồi chị thì thôi chị thôi mình khỏi báo chị ơi nhưng mà nếu họ ham họ nhiều lần như em nói là người quen đường cũ á là nhiều người ta mắc quan nữa thì sao? Đúng rồi. Những cái giá trị nói gì nè. Chị nói gì thì đúng rồi nhưng mà cái này cũng đáng suy ngẫm đó. Tại vì nhiều khi là lỡ như cái hàng của ai mà nó quan trọng đi. Đúng rồi. Nó có giá trị nhưng mà nó quan trọng đối với người ta nó quan trọng. Đúng rồi. Là lỡ bị lấy cái là mắc cái là chết người ta nữa. Thì đó. Cho nên á biết rằng á là tháng 7 mình cũng nên du di nhưng mà cũng cần phải suy nghĩ lại trong những cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì bây giờ nè mình mới báo ở trên đây mình quay cho bà con bác biết và thông báo lại cho bà con bác cảnh giác cái vụ đó, kiểm tra đàng hoàng. Đúng cái bill đó là có hàng ví dụ như 5 cái hộp dầu hay là 3 cái hộp kẹo gì đó là đúng cái đó rồi mình mới là nhận hàng. Và đặc biệt á, là khi mà mình mua online á, mà những cái giá trị lớn thì mình nên lấy điện thoại để quay lại đúng rồi. Quay lại rồi quay luôn cái người mà giao cho mình nữa. Cái này á, thì hàng này là hàng từ nước ngoài gửi gì đó, cho nên đó là bà con cảnh giác ha. Cảnh giác nha bà con, cảnh giác. Mình đã tiền trước rồi, con chưa gì hết là dễ đi. Họ đi đúng rồi. Mua hàng online mà những cái gì mà giá trị lớn em nghĩ là nên kiểm tra nhận hàng cho chắc ăn. Còn không là mình trả lại mình không nhận một tiền đó. Ở thì sáng nay ha các anh em cũng có một số cái hơi bức xúc đi xíu về cái quá cái vụ luộc hàng của chị Vivi Trần đã gửi cho các anh em YouTuber cũng như là ekip tại mộ. Đó thì đến đây em 15m Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.